Luật sư của gia Nguyễn Lộ diện đáp trả Thúy Nga chuyện cắt ID, còn dọa cho mẹ Kim Ngân lên thớt. Như đã đưa tin trước đó, vì không mua được nhà cho Kim Ngân, nên gia Nguyễn và ông áo vàng đã vu vạ cho Thúy Nga là cắt ID của Kim Ngân. Chính vì thế Thúy Nga đã phải lên tiếng, gọi tên cô Hương và nói rằng cô Hương nghĩ sao khi bọn chúng hết vu cho con cắt tóc Kim Ngân, giờ lại đổ tội cắt ID của chị ấy. Trước động thái này của Thúy Nga, bất ngờ xuất hiện luật sư trong ngoặc kép của gia Nguyễn đã lên tiếng đáp trả lại Thúy Nga, thậm chí người này còn dọa cho cô Hương lên thớt. Cụ thể, luật sư của gia Nguyễn viết, Thúy Nga đang gấp lửa bỏ tay người, rồi ăn vạ, rồi khóc than bị vu oan và tự bào chữa là Thúy Nga vô tội. Thúy Nga không tự tay cắt phá ID của Kim Ngân, nhưng Thúy Nga đem trả ID cho gia đình và yêu cầu họ cắt bỏ ID không cho họ đủ thời gian để thay đổi địa chỉ. Trong khi Thúy Nga biết rất rõ việc thuyết phục Kim Ngân đi làm giấy tờ rất khó khăn, thủ tục đổi địa chỉ ở phải cần một khoảng thời gian. Đó là lời luật sư của gia Nguyễn nói, tuy nhiên chưa xác thực, nhưng nếu Thúy Nga có yêu cầu cắt đi nữa, cũng là điều nên làm, đã không còn liên quan gì đến nhau nữa theo yêu cầu của gia Nguyễn, thì tại sao phải dính dáng đến địa chỉ nhà làm gì nữa? Nếu Kim Ngân có chuyện gì, thì ai sẽ chịu trách nhiệm khi địa chỉ của Kim Ngân lại là của Thúy Nga, mà không phải là của gia Nguyễn? Vị luật sư trong ngoặc kép này đúng là chỉ biết bảo vệ thân chủ một cách bất chấp. Tiếp theo, luật sư của gia Nguyễn cho rằng, Thúy Nga biết việc thay đổi địa chỉ là phải làm đơn lại, và Kim Ngân phải đi làm đơn và ký tên lại. Điều này rất khó với một người bị bệnh như Kim Ngân, và để làm được đòi hỏi một khoảng thời gian thuyết phục Kim Ngân. Thúy Nga biết điều này nên đã ép gia đình cắt bỏ ID ngay, và gia đình không còn sự lựa chọn nào khác. Biết là người bị thiệt hại là Kim Ngân, nhưng gia đình vẫn phải làm vì sức ép của Thúy Nga. Luật sư của gia Nguyễn nói ra chuyện này, có lẽ chỉ để lừa trẻ con. Trên thực tế, Thúy Nga làm mọi việc đều phải qua cô Hương, mà cô Hương không phải là kiểu người để người khác chèn ép được. Trong cuộc trò chuyện của cô Hương với Thúy Nga, có thể dễ dàng nhận thấy, cô Hương luôn là người chủ động, đôi khi còn lấn lướt Thúy Nga, chẳng qua gia đình có ý không muốn nhận căn nhà từ ông Hà, nên đã cắt ID của Kim Ngân. Rõ ràng là khi chưa tìm được người ở cùng Kim Ngân mà mua một căn nhà để Kim Ngân ở một mình, không khác nào đẩy Kim Ngân vào cuộc sống lang thang trước kia. Ngay cả khi đang ở cùng gia Nguyễn, Kim Ngân vẫn phải nằm ngủ ngoài đường, vẫn kêu đói như thường. Tiếp theo, luật sư của gia Nguyễn có nhắc đến sư cô và cho rằng ngày đầu Thúy Nga đã tự nguyện sử dụng địa chỉ nhà của Thúy Nga khi chính sư cô là người làm ID. Khi sư cô đồng ý sử dụng địa chỉ chùa cho Kim Ngân thì Thúy Nga khăng khăng sử dụng địa chỉ nhà Thúy Nga vì lúc này Thúy Nga muốn độc quyền tất cả các giấy tờ về vấn đề xin an sinh xã hội, các quyền lợi khác, các khoản trợ cấp tiền bạc khác sẽ gửi qua tay Thúy Nga trước và sẽ gửi về địa chỉ nhà Thúy Nga trước, để Thúy Nga sẽ là người nắm giữ nó trước. Vị luật sư của gia Nguyễn thật quá lạ lùng. Thời điểm đó Thúy Nga được mẹ Kim Ngân tin tưởng, giao cho nhiệm vụ giúp Kim Ngân, thì Thúy Nga phải có trách nhiệm giữ những giấy tờ đó, là điều đương nhiên. Sư cô đâu có giúp Kim Ngân hàng ngày, Kim Ngân chỉ ở chùa 5 ngày đã chạy mất, tại sao phải giao giấy tờ của Kim Ngân cho sư cô cơ chứ? Tiếp đó luật sư của gia Nguyễn chỉ trích việc Thúy Nga bắt ép gia đình không được sử dụng ID có địa chỉ là vì Thúy Nga mất Kim Ngân rồi, không còn lợi dụng được Kim Ngân nữa, nên Thúy Nga muốn đạp đổ hết, phá bỏ hết tất cả những gì có lợi cho Kim Ngân. Thúy Nga luôn nói I love you Kim Ngân. Thúy Nga luôn nhận mình làm người thiện nguyện. Luật sư gia Nguyễn nói thêm, Thúy Nga được Phan Tôn vinh mình làm Bồ Tát. Thúy Nga bấm thích các bình luận khen mình là Bồ Tát, nhưng Thúy Nga lại không làm được điều mà một con người tối thiểu phải làm được, đó là yêu thương đồng loại, là đưa tay ra giúp một người khác, nhất là một người bệnh thần kinh như Kim Ngân, một người vô gia cư, mất hết không còn gì trong tay, chỉ còn một ID duy nhất, nhưng Thúy Nga vẫn không cho gia đình đủ thời gian để thay đổi nó mà ép buộc gia đình phải cắt và vứt bỏ nó đi để thỏa mãn tính sân hận của Thúy Nga. Nói xong những lời này, có lẽ luật sư phải đi hỏi gia Nguyễn, chính gia Nguyễn là người gây nguy hiểm.
ép cho Thúy Nga phải làm những việc đó. Nếu Thúy Nga muốn đạp đổ, thì đã làm từ ngay khi Kim Ngân rời đi rồi, chứ không phải chờ đợi từng ấy thời gian. Chỉ là sau khi bị gia Nguyễn liên tục dọa cho Thúy Nga đi tù, nói rằng Thúy Nga hãy khép lại câu chuyện với Kim Ngân đi, đừng liên quan gì tới Kim Ngân nữa. Tới khi Thúy Nga thấy quá nguy hiểm, không muốn dính dáng gì tới Kim Ngân, thì lại bị kết tội độc ác. Người sân hận chính là Giang Nguyễn khi cho Kim Ngân ăn mặc đẹp để khoe chiến tích, lấy cảm giác chiến thắng trước Thúy Nga. Còn việc ai đó gọi Thúy Nga là Bồ Tát, cô ấy đã lên xin mọi người không nên gọi như vậy. Còn việc like những bình luận đó đâu có nói lên điều gì. Thúy Nga có một ekip, việc like những bình luận như vậy là của người quản lý hoặc đôi khi còn là tự động, chẳng nói lên điều gì cả. Còn việc mua nhà cho Kim Ngân, đợi làm xong ai đi rồi mua, cũng chẳng sao, đằng nào cũng muộn rồi. Chẳng qua họ muốn đổ tội lên đầu Thúy Nga, nên mới xuất hiện trước truyền thông phát ngôn như vậy thôi. Luật sư của gia Nguyễn tiếp tục phát ngôn rằng, Thúy Nga rất thành công khi không tự tay cắt phá ID của Kim Ngân, nhưng ép người khác phải làm điều đó, như vậy Thúy Nga chính là người cắt ID. Trước pháp luật, tuy Thúy Nga không tự tay làm nhưng ép hay đe dọa người khác phải làm cho mình, người bị ép không phạm tội nhưng Thúy Nga là người phạm tội. Thúy Nga đã làm một điều mà không một người nào có trái tim dám làm, đó là kêu gọi đám đông tấn công Kim Ngân và tấn công tất cả những ai dám đi nghịch ý Thúy Nga. Luật sư của gia Nguyễn vu cáo như vậy, nhưng chỉ mới vài ngày trước đó, Thúy Nga đã lên trang cá nhân, nói nguyên văn như sau. Xin góp lời cầu nguyện cho chị ca sĩ Kim Ngân từ đây trở đi sẽ có một cuộc sống ổn định, không phải sống lang thang vất vả và luôn được nhiều người tốt yêu thương, chăm lo cuộc sống cho chị trở lại bình thường. Thì ra kêu gọi tấn công của luật sư gia Nguyễn là như vậy sao? Thúy Nga cầu nguyện cho Kim Ngân như vậy mà bị nói là kêu gọi tấn công, quá nể nhận thức đảo ngược của gia Nguyễn và luật sư trong ngoặc kép này. Chưa dừng lại ở đó, luật sư của gia Nguyễn còn nói rằng, mong Thúy Nga hãy dừng tay lại, vì cuộc đời còn dài, hào quang danh vọng, tiền tài chỉ một phút là về con số 0, chỉ khi nằm xuống mới biết ai hơn ai, ai sống bình an, ai hạnh phúc hơn ai thôi. Trong bài viết này của Thúy Nga, người lên thớt tiếp theo sẽ là cô Hương. Trên đời này có người cháu nào lại để cho luật sư dọa cho cô mình lên thớt không? Không biết khi Kim Ngân hay tin, em họ quý báu gia Nguyễn sắp cho mẹ mình lên thớt, Kim Ngân sẽ nghĩ thế nào? Còn riêng về Thúy Nga, thì luật sư của gia Nguyễn hãy yên tâm. Thúy Nga đã dừng lại và không còn liên quan đến Kim Ngân từ lâu rồi. Chỉ có phía gia Nguyễn là thích bới móc mọi chuyện lên thôi.